Dạ. Rồi, đây là cái cách mà những cái thực phẩm tự nhiên nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn là bất kỳ nhu cầu gì, bạn muốn tăng cơ hay bạn muốn giảm mỡ, bạn muốn khỏe mạnh thì đây là cái mà tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Bạn có thể mua ở đây bất kỳ đâu, không nhất thiết là bạn phải mua bánh hấu xanh đâu. Tôi mua bánh hấu xanh bởi vì tôi mua nó được giá và nó hợp lý và nó rẻ. Rồi, những cái này á, là sẽ ăn một cách thường xuyên và với một cái số lượng sản xuất đều đặn của nhà sản xuất. Tại vì sao? Cái này nó sẽ lợi thế hơn chợ, bởi vì á, tôi đi siêu thị một vòng á, tôi thấy á, là đa phần những loại thịt này bán rất đều và rất phổ biến. Rồi, chúng ta bỏ qua cái vấn đề là ăn gà ta hay là gà công nghiệp đi. Vì các bạn ăn được thịt gà mà nó được sản xuất chuyên nghiệp từ những cái trang trại thì bạn ăn một cách đều đặn và kiểm soát lượng đồ ăn đó, bởi vì là bạn ăn gà, bạn nấu, bạn kiểm soát gia vị, bạn ăn nhiều rau xanh nó vẫn tốt hơn là việc là bạn đi ăn những quán ăn ở ngoài rất là nhiều nhé. Nếu bạn nấu, bạn kiểm soát ở nhà, cơ thể bạn vừa khỏe hơn và vừa dinh dưỡng hơn. Tiếp theo là cá, một cá, hai cá, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13 hộp cá và thêm dông kia 5 nữa, ký. 5 ký nữa. Ở đây là 13, mỗi hộp bình quân là khoảng nửa ký. Rồi, việc mà chúng ta ăn nhiều cá thường xuyên á, một á, là nó làm cho xương của bạn rất là đặc, tại vì canxi trong cá thì nó cao hơn trong thịt, và ngoài ra nó cung cấp chất đạm chất lượng cực kỳ cao, đây iốt nữa, cực kỳ cao nữa, và nó có một đủ cái lượng iốt mặn, iốt tự nhiên cực kỳ tốt cho sức khỏe của bạn nữa. Ngoài ra trong cá có nhiều omega 369, nó làm cơ thể của bạn thật sự rất là dễ trở nên mạnh hơn. Và khi bạn mạnh hơn, bạn lợi thế được gì? Bạn sẽ tập được nhiều hơn và bạn không tăng nhiều ký lắm, nhưng mà bạn vẫn nâng được mức tạ nặng hơn, đúng không? Bạn nâng được tạ nặng á, thì đồng ý với việc là bạn đốt calo nhiều hơn. Rồi, đây là cái cách nhớ nha, thịt này không ngoài nhà, còn này là gì nữa nè? Phi lê cá nữa nè. Đây là phần thịt nạc nè, chỉ cho nè, mấy cái phần thịt á mà các bạn lựa, ví dụ như đây nè, cận cảnh nè, đây cái phần thịt mỡ nè, các bạn sẽ nên hạn chế một chút. Đây cùng làm heo quay, cùng là thịt nè, cùng là thịt á, thì thịt heo nạc chỗ mấy cái phần sườn sườn non như nè, hoặc là nạc đùi như thế này nè, cái lượng nạc á và cái độ đặc của đạm á nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên á, là kể cả cái phần xương thịt heo nạc này, lượng chất béo trong đó nó vẫn cao hơn là bên mấy cái phần cá. Trong mấy cái phần cá khi ăn á, thì chúng ta sẽ chịu khó là chúng ta sẽ không ăn cái phần mỡ bụng cá này. Hôm nay thì giảm lượng mỡ, chúng ta ăn phần này nè, thấy không, thấy rõ phần này không? Đó, rồi dĩ nhiên là chúng ta không ăn xương cá được đấy. Rồi dĩ nhiên tất cả những cái này là bạn phải nấu ăn lên. Cái số ngày trong tuần, số ngày trong tháng mà bạn nấu ăn ở nhà càng nhiều thì việc bạn kiểm soát được lượng dinh dưỡng để mà bạn có thể thay đổi vóc dáng và trở nên khỏe mạnh hơn, nó sẽ tăng cái khả năng hiện thực và hiệu quả hơn. Dĩ nhiên á, là nên khi các bạn ăn cá, các bạn ăn gà, các bạn ăn trứng, các bạn ăn thịt heo thì tất cả đều bữa ăn đều phải nên phối cùng chung với rau. Rồi, giờ mình kể ra bao nhiêu món có thể nấu nhà này á, tôi kể chắc tới mai á. Rồi ví dụ như thịt này, chúng ta có thịt lam, chúng ta có thịt kho, chúng ta có thịt nướng. Rồi sườn non, chúng ta có canh sườn non với bí, canh sườn non với cà rốt, canh sườn non với bí đỏ. Rồi sườn lam, sườn kho, sườn nướng. Rồi đùi gà thì chúng ta có gà kho gần, gà xào và sả ớt. Đây, giò nạc thì thỉnh thoảng ăn thì chúng ta sẽ có giò khoanh canh bí đỏ các kiểu. Rồi cá thì chúng ta có cá kho, cá hấp, cá nướng, cá nấu canh, cá sốt kè, cá thôi nhiều quá thì nói chung á, cá chiên sẻ. Rồi, tại đây Long Phoenix chúng tôi khuyến khích bạn